Chào mừng các bạn đã quay trở lại với RTK Media. Ở những bài review lần trước, chúng ta đã cùng nhau khám phá và nhận xét Power Rangers Movie 2017, phần phim reboot của thương hiệu Mighty Morphin Power Rangers đình đám. Song đáng tiếc, phần phim ấy vì nhiều yếu tố cả khách quan lẫn chủ quan đã không đáp ứng được những kỳ vọng và mong mỏi của khán giả. Vậy, Mighty Morphin Power Rangers có phần phim điện ảnh nào đáng để nhắc tới hơn hay không? Câu trả lời là có. Đó chính là Mighty Morphin Power Rangers The Movie. Và mình khá chắc chắn rằng đây là một dấu ấn tuổi thơ vô cùng đậm nét đối với những người thuộc thế hệ 8X, 9X yêu thích tokusatsu tại Việt Nam. Vậy, phần phim này có những yếu tố nào thú vị giúp nó chiếm được thiện cảm của khán giả lớn tới như vậy? Hôm nay, hãy cùng RTK Media chúng mình tìm hiểu nhé! Trước tiên, ta cùng nhau khám phá một vài thông tin bên lề xoay quanh bộ phim này. Mighty Morphin Power Rangers The Movie là phần phim điện ảnh đầu tiên của Power Rangers, được viết kịch bản bởi John Kamps, Arne Olsen, đạo diễn bởi Brian Spicer, do Saban Entertainment sản xuất và phát hành bởi 20th Century Fox, công chiếu mở màn tại các cụm rạp ở Bắc Mỹ vào ngày 30 tháng 6 năm 1995. Những sự kiện trong phim diễn ra ở một vũ trụ khác, độc lập so với TV series, khai thác câu chuyện các Rangers khai phá sức mạnh mới của Ninjetti và các Ninja Zords. Giờ chúng ta cùng nhau bước vào khám phá cốt truyện của bộ phim. Như thường lệ, theo format kịch bản review Power Rangers, chúng mình sẽ điểm qua nội dung và nhân vật trước, sau đó mới tiến tới nhận xét cụ thể những ưu, nhược điểm của bộ phim. Nhiều thế kỷ trước, một thực thể không gian huyền thoại có tên Zordon of Eltar đã tới thành phố Angel Grove, lập nên trung tâm chỉ huy để đứng lên đấu tranh với thế lực tà ác. Cùng với sự hỗ trợ đắc lực của người máy Alpha 5, ông đã tin tưởng giao phó trọng trách thanh tẩy cái ác cho 6 người bạn trẻ, thành lập một chiến đội phi thường có tên Power Rangers. Ở thời điểm hiện tại, phim vẫn lấy bối cảnh tại thành phố Angel Grove năm ấy. Lúc này, thành phố đang tổ chức lễ hội từ thiện để gây quỹ cộng đồng, vận hành đài quan sát thiên văn học, đón chờ sự kiện sao chổi Ryan sẽ bay qua trái đất trong 3 ngày tới. Trong các hoạt động của sự kiện đó có cuộc thi nhảy dù, nơi mà dàn nhân vật chính của bộ phim được giới thiệu và tạo ấn tượng ban đầu từ cho khán giả. Nhóm 6 bạn trẻ đã thực hiện màn bay lượn trên không trung và tiếp đất một cách vô cùng đẹp mắt. Xong, hai gã gàn dở là Borg và Skull lại đáp xuống khu vực công trường. Sau khi họ rời đi, những công nhân làm việc tại đây vô tình khai quật được một quả trứng khổng lồ quái đản. Ngay sau đó, các Rangers nhận được lệnh triệu tập khẩn cấp của Zordon từ trung tâm chỉ huy Command Center, nơi họ được nghe về một huyền thoại ác nhân chứ danh và đáng sợ có tên Ivan Ooze, hay còn được biết đến với cái tên quen thuộc hơn là Ivan Bùn Nhầy. Khi xưa, hắn đã thành công trong việc chế tạo ra hai cỗ máy hủy diệt có tên Ectomorphicon Titan và đang nhắm nhe thống trị cả vũ trụ. Xong, Ivan đã bại trận trước 6 chiến binh quả cảm là những Power Rangers tiền nhiệm và đã bị bọn họ phong ấn vào trong một chiếc buồng giam chôn sâu dưới lòng đất của thành phố Angel Grove. Đáng tiếc, quả trứng quái đản vô tình được các công nhân khai quật kia lại chính là chiếc buồng giam của Ivan Ooze. Zordon đã giao nhiệm vụ cho các Rangers tới đó để kiểm tra và ứng phó trước khi quá muộn. Thế nhưng khi đêm đến, Lord Zedd, Rita và hai tên tùy tùng thân cận đã tới trước một bước và kịp thời hoán giải phong ấn cho Ivan. Khi các Rangers tới nơi, Ivan đã triệu gọi quân đoàn tùy tùng của hắn ta, các Ooze-men, để cầm chân 6 người bạn trẻ. Còn hắn nhân cơ hội tìm tới Command Center để trả thù mối hận năm xưa. Ivan đã phá hủy toàn bộ trung tâm chỉ huy, đập vỡ Time Warp của Zordon rồi rời đi. Khi các Ranger hạ gục được đám Ooze-men thì mọi chuyện đã quá muộn. Bởi sự hư hại của trung tâm chỉ huy và hệ thống Morphing Grid, 6 người bạn trẻ đã mất đi sức mạnh Rangers của mình. Họ trở về căn cứ, chứng kiến cảnh Zordon, lãnh đạo tối cao của mình đang chết dần. Các Rangers này đã không còn là mối bận tâm cản trở. Ivan dễ dàng triển khai kế hoạch còn dang dở khi xưa. Hắn đã thôi miên tâm trí của những bậc phụ huynh tại thành phố Angel Grove để giúp hắn khai quật tàn tích của hai Ectomorphicon Titan, một lần nữa khởi động âm mưu san phẳng và thống trị cả vũ trụ. Ngay lúc này, niềm hy vọng duy nhất có thể giúp cho họ cứu sống được Zordon và đương đầu với mối đe dọa từ Ivan Ooze chính là nguồn sức mạnh Ninjetti. Các Rangers sẽ buộc phải tới hành tinh Phidos để tìm kiếm nguồn sức mạnh ấy. Song, đây là một nhiệm vụ hết sức rủi ro, có thể sẽ một đi không trở lại. Trước tình hình vô cùng cấp bách, các Rangers sẽ phải lựa chọn ra sao để ngăn chặn Ivan, để cứu được Zordon và an nguy của cả vũ trụ. Các bạn hãy tìm xem Mighty Morphin Power Rangers The Movie để khám phá rõ hơn nhé. Giờ mình sẽ điểm tới dàn nhân vật của cả bộ phim.
đầu tiên với 6 bạn trẻ tại thành phố Angel Grove, bởi họ không có bất kỳ khác biệt gì nhiều về tính cách so với trong phiên bản TV series, nên mình chỉ đưa ra những nhận xét khái quát nhất về 6 người bọn họ, chứ không đi sâu vào phân tích kỹ từng nhân vật. Cụ thể về 6 thành viên trong tập phim này ra sao? Các bạn có thể tìm xem lại video review 3 season Mighty Morphin Power Rangers mà chúng mình đã từng thực hiện để khám phá rõ hơn nhé. Để nhận xét chung nhất về 6 Rangers, bọn họ đều là những người trẻ vô cùng quả cảm, gan dạ khi dám liều mình đặt cược sinh mạng của bản thân để bảo vệ những gì mà họ tin tưởng. Xuyên suốt bộ phim, dõi theo hành trình của họ, người xem ít nhiều sẽ thấy các Rangers có những sự trưởng thành và phát triển bản thân nhất định. Song, có một điều là mình không thực sự hài lòng ở phần phim này là việc phân chia đất diễn cho 6 thành viên không đồng đều. Khi nhân vật Tommy Oliver được nhận quá nhiều điểm sáng, anh gần như được khai thác nổi bật và tiêu biểu hơn hẳn so với 5 thành viên còn lại. Tiếp sau đó tới Kimberly. 4 nhân vật còn lại là Billy, Aisha, Rocky và Adam thực sự vô cùng mờ nhạt, không tạo được những dấu ấn nhất định, gần như chỉ góp mặt trong tập phim cho đủ đội hình mà thôi. Dẫu biết rằng Tommy Oliver hiện đang nắm giữ vai trò đội trưởng và việc tập trung khai thác anh nhiều hơn các thành viên khác là lẽ tất yếu, nhưng việc dồn toàn bộ trọng tâm cho anh mà bỏ quên không khai thác các thành viên còn lại thì thực sự quá khó để chấp nhận. Đây là một điểm đáng chê của Mighty Morphin Power Rangers The Movie. Về phần nhân vật mới được đưa vào phim, ta có cậu bé Fred Kalman, một cậu bạn trẻ quen biết với nhóm của Tommy, có phụ huynh làm công nhân tại khu công trường nơi Ivan Ooze từng bị phong ấn. Fred nổi bật lên là một cậu nhóc nhanh nhẹn, thông minh, quả cảm và có trách nhiệm. Khác với những bạn bè đồng trang lứa chỉ biết ăn chơi phá phách và bị chiêu trò lừa gạt của Ivan thao túng, Fred đã một mình tự đi khám phá những âm mưu, kế hoạch của hắn và kêu gọi mọi người giúp sức để giải thoát những bậc phụ huynh khỏi sự kiểm soát tâm trí của Ivan. Có thể nói, Fred là một đại diện tiêu biểu cho tiêu chí Teenagers with Attitude mà Zordon thường đặt ra để tuyển chọn các thành viên Power Rangers. Sự giúp sức của cậu là sức mạnh hậu phương vô cùng thiết yếu dành cho những người hùng của chúng ta. Đứng về phía đồng minh giúp sức cho nhóm Power Rangers còn có Dulcia, nữ chiến binh bậc thầy sống trên hành tinh Phidos, là người quen của Zordon, người đã đánh thức tinh linh thần thú ngủ sâu bên trong 6 Ranger, đồng thời là người đã dẫn dắt bọn họ tới nguồn sức mạnh cổ xưa của Nigeri. Nhân vật này chỉ xuất hiện với thời lượng khá ngắn ngủi trong phim và không có điểm gì quá nổi bật đáng để nhắc tới cả, nên chúng mình sẽ đi thẳng tới phân tích tuyến phản diện của phim luôn. Về tuyến phản diện, ta được giới thiệu tới tên ác nhân có tên Ivan Ooze hay Ivan Bùn Nhầy. Như chúng mình đã đề cập ở phía trên, hắn là kẻ ác có tiếng trong vũ trụ với dã tâm rất lớn và tham vọng thống trị cả vũ trụ. Ivan xuất hiện trong phim như một kẻ phản diện vừa có sức mạnh, vừa có đầu óc. Hắn đã đánh lạc hướng các Rangers để tùy ý phá hủy nguồn sức mạnh của họ, cũng như đe dọa tới sinh mạng của Zordon. Hắn đồng thời cũng biết cách chi phối người khác để mượn tay làm những công việc bẩn thỉu cho hắn. Tuy cũng không được thể hiện quá rõ nét khi lên phim, nhưng việc Ivan Ooze có thể dễ dàng hạ bệ Lord Zedd và Rita Repulsa cho thấy rằng hắn cũng không phải là một kẻ phản diện quá tầm thường. Song, điều làm mình ấn tượng nhất đối với nhân vật này chính là sự hài hước và duyên dáng, với những câu đùa rất trí trá, xéo sắc. Tất nhiên, ấn tượng này chắc chắn tới từ khả năng diễn xuất tròn trịa, linh hoạt, đa màu sắc của nam diễn viên Paul Freeman. Giờ mình sẽ đi tới đánh giá, nhận xét Mighty Morphin Power Rangers The Movie. Yếu tố đáng được khen ngợi đầu tiên chính là những sáng tạo riêng đã được đưa vào phần phim điện ảnh này. Mighty Morphin Power Rangers The Movie trước tiên không sử dụng bất kỳ một phân cảnh nào từ Super Sentai cả. Phim được tự thực hiện cảnh quay 100%. Tất cả những bộ trang phục trong phim ở cả phe chính diện và phản diện đều được thiết kế mới, dựa trên nguồn cảm hứng sẵn có từ tạo hình trong TV series. Thú thực mà nói, mình cảm thấy ấn tượng với Ranger Suit của phiên bản 1995 hơn là phiên bản 2017. Một sự phá cách đầy hiện đại nhưng vẫn nằm trong khuôn khổ, thoát ly khỏi những trang phục spandex thường thấy trên TV series. Nhưng toàn bộ những chi tiết, tạo hình cần thiết giúp cho khán giả nhận diện được những người hùng tuổi thơ của họ đều đã được giữ lại, tạo cho người xem một cảm giác lạ mà quen, dễ dàng gây được thiện cảm tốt. Không những vậy, những phân cảnh có sử dụng Ranger Suit đều được quay vào bối cảnh ban đêm, cả làm toát lên rõ nét hơn vẻ đẹp của những bộ trang phục này. Hơn thế nữa, trang phục của nhóm Rangers trong phần phim này không chỉ đẹp mà còn được bổ sung rất nhiều những chức năng và phụ kiện thú vị như Power Scope, Power Light, Predadactyl Thunder Whip hay Stagger Stinger. Các cỗ máy Zord và Megazord trong phim cũng được thiết kế hoàn toàn mới bằng công nghệ 3D. Song,
đây chính là lúc mà phần kỹ xảo của phim bộc lộ ra nhiều điểm yếu. Các cỗ máy Zoss đơn lẻ hay các Ectomorphicon Titan của Ivan thì nhìn không quá tệ, nhưng thú thực thì tới giờ mình vẫn không thể có cảm tình được với Ninja Megazord phiên bản movie. Song ít nhất, bộ phim vẫn có một ưu điểm là thực hiện đầy đủ phân cảnh Megazord Sequence, chứ không giấu nó phía sau lớp kỹ xảo nham thạch như sản phẩm hậu bối sau này. Xét về phần cốt truyện, bởi không phải mất thời gian giới thiệu ra nhân vật mới tới cho khán giả, phim có nhiều thời lượng hơn để phát triển nội dung và xây dựng tình tiết. Cốt truyện của Mighty Morphin Power Rangers The Movie có thể nói là có những nút thắt, cao trào nhất định, tới từ sự thất thế của nhóm Power Rangers và sự áp đảo của Ivanhoe. Phim có nội dung rất đơn giản, mạch lạc, dễ hiểu, dễ theo dõi, phù hợp cho cả đối tượng thiếu nhi và các fan trưởng thành. Một điều mà phần phim Power Rangers Movie 2017 đã không thực sự làm tốt. Song, cũng chính vì sự đơn giản này khiến cho phim nhận được không ít những nhận xét trái chiều từ phía khán giả. Điều này mình sẽ phân tích kỹ hơn ở đoạn sau. Tuy hành trình tìm kiếm sức mạnh Ninjetti của các Rangers tương đối thuyết phục, khi họ cũng phải trải qua một vài thử thách khó khăn nhất định mới có thể đạt được thành quả đó. Song, công cuộc quay trở lại đối đầu với Ivanhoe của bọn họ thì lại được xử lý khá gấp gáp. Mạch cuối của bộ phim diễn ra khá chóng vánh và không để lại được dấu ấn gì nhất định khi Ivanhoe bị hạ gục một cách quá dễ dàng, mặc cho những nỗ lực xây dựng từ đầu phim. Điều này tạo ra một sự hụt hẫng nhất định đối với khán giả xem phim. Về phần âm nhạc, ngoài những soundtrack có sẵn được cài cắm tương đối hợp lý, bộ soundtrack riêng của phim cũng đã làm khá tốt vai trò của mình. Những bản BGM được biên soạn bởi nhà soạn nhạc người New Zealand Graham Revell. Mình đặc biệt ấn tượng với hai bản nhạc là Gain the Great Power khi các Rangers được ban cho quyền năng sức mạnh của Ninjetti và Zordon is Safe được ghép vào phân cảnh khi các Rangers quay trở lại trung tâm chỉ huy và hồi sinh cho Zordon. Phiên bản Orchestra Version của ca khúc chủ đề Go Go Power Rangers cũng được phối lại một cách vô cùng sôi động và bắt tai. Cá nhân mình yêu thích và đánh giá cao phiên bản này hơn so với phiên bản opening gốc của Mighty Morphin Power Rangers. Song, điểm sáng lớn nhất của bộ phim theo đánh giá của mình có lẽ tới từ phần hành động. Khác với movie 2017, movie 1995 rất tập trung khai thác các phân cảnh Morph Battle và Unmorph Battle, khi phim có tới tận 3 phân cảnh chiến đấu lớn được phân bố rải rác. Các cảnh chiến đấu trong phim sử dụng rất nhiều những pha nhào lộn đẹp mắt, những động tác chiến đấu giàu kỹ thuật. Kết hợp với đó là các góc máy đa dạng, chuyển cảnh liên tục, giúp đẩy cao nhịp độ của từng trận đấu. Tiếp theo sẽ là một vài đánh giá từ giới phê bình. Mighty Morphin Power Rangers The Movie lần lượt nhận số điểm 5.2/10 từ IMDb, 37% trên Tomato Meter, 56% Audience Score trên trang đánh giá Rotten Tomatoes, 40/100 từ Metascore, 6.3/10 điểm User Score từ trang Metacritic. Tất cả đều phản ánh một số điểm chỉ ở mức trung bình, không quá khả quan từ bộ phim. Phim được chấm rộng tay hơn dưới góc nhìn của khán giả, nhưng đặc biệt không được nhìn nhận và đánh giá cao từ giới phê bình. Một vài người cho rằng Mighty Morphin Power Rangers The Movie chỉ là một tập phim dài hơn so với TV series, với kịch bản được chú trọng và kỹ xảo đẹp mắt hơn. Song, nó vẫn quá cổ điển, không có nhiều sự đột phá và không có những dấu ấn nổi trội nhất định. Điều này cũng không có gì quá bất ngờ, bởi dựa trên cách mà bộ phim truyền tải nội dung, Mighty Morphin Power Rangers The Movie thể hiện rõ đối tượng công chúng mục tiêu mà họ hướng tới chính là trẻ em. Và nếu xét riêng trên yếu tố thu hút sự chú ý và yêu thích từ khán giả nhí, thì mình nghĩ phần phim này đã làm tốt nhiệm vụ của nó. Bởi ngay cả ở thị trường Việt Nam, phim đã tạo được những dấu ấn không nhỏ đối với thế hệ 8X, 9X thời bấy giờ. Có thể phim không thực sự hay nếu xét trên mặt bằng chung, nhưng với những người có tuổi thơ đồng hành cùng bộ phim, Mighty Morphin Power Rangers The Movie vẫn là một kỷ niệm đáng nhớ. Cuối cùng là một vài thông tin bên lề xoay quanh bộ phim này. Phần thông tin được tham khảo và chọn lọc từ Rangers Fandom Wiki. Mighty Morphin Power Rangers The Movie được set up phim trường tại Australia. Về phần bối cảnh, đạo cụ và trang phục, ngôi đền quyền năng xuất hiện trong phim là bối cảnh lớn nhất được xây dựng trên phim trường, với thác nước, hồ bơi và cả những đại sảnh, chiếm toàn bộ diện tích sân khấu tại Warner Bros. Show Movie World Studios. Một số bối cảnh khác trong phim như cung điện Moonplex của Lord Zedd hay thánh địa của Dorsia được dựng bằng khung gỗ phủ giấy nhôm, còn trang phục của nhóm Rangers trong phim được làm bằng nhựa PVC mạ kim loại, thay vì sử dụng vải spandex như trong TV series. Bộ phim cũng có khá nhiều những yếu tố đã được loại bỏ đi để phù hợp với thời lượng, chất lượng và đối tượng khán giả, cụ thể như quá khứ xuất thân của nữ chiến binh bậc thầy Dorsia, thân thế thực sự của nhóm 6 bạn trẻ đã từng phong ấn Ivanhoe,
hay các cảnh chiến đấu mang tính bạo lực hơn của các Tengu Warriors khi tập kích các Rangers tại hành tinh Phidos. Ban đầu, phim dự định cho Giant Rat Monsters, những con quái vật chuột khổng lồ, làm tạo vật tay sai của Ivanus. Nhưng ý tưởng này đã bị loại bỏ vì phần thiết kế nhìn quá rẻ tiền so với một bộ phim điện ảnh. Thay vào đó, ta có sự góp mặt của hai cỗ máy Ectomorphicon Titan. Nữ diễn viên Catherine Sutherland đã từng tham gia casting thử vai cho nhân vật Dorcia, nhưng đã bị từ chối bởi đoàn làm phim vì cho rằng cô chưa đủ già dặn và chín chắn để vào vai nhân vật này. Catherine sau đó được khán giả biết tới với vai diễn Catherine Hillard, Pink Mighty Morphin Ranger kế nhiệm, Pink Zeo Ranger và Pink Turbo Ranger tiền nhiệm. Ba diễn viên Water Jones, Thùy Trang và Austin St. John lẽ ra đã được mời góp mặt trong bộ phim này, nhưng bởi những xung đột tư tưởng khiến họ chấm dứt hợp đồng với Saban Brands, họ đã không xuất hiện trong phần phim này. Trong quá trình ghi hình, diễn viên đóng thế cho Johnny John Bosch đã bị thương và không thể tiếp tục làm việc, nên Johnny đã tự mình thể hiện các phân cảnh chiến đấu trong phim, bao gồm cả những phân cảnh Morph Battle. Vậy trên đây là những đánh giá, nhận xét của nhóm chúng mình về Mighty Morphin Power Rangers The Movie. Có thể nói, với kinh phí bỏ ra khoảng 15 triệu đô và thu về doanh số khoảng 66 triệu 400 ngàn đô doanh thu toàn cầu, đây cũng có thể coi là một bộ phim có lãi. Xét về chất lượng, Mighty Morphin Power Rangers The Movie không phải quá xuất sắc, nhưng cũng là một bộ phim tròn trịa và trọn vẹn, hướng tới đúng đối tượng khán giả nhỏ tuổi và đã để lại được những dấu ấn tốt trong lòng fan. Trên đây là bài review của nhóm chúng mình về Mighty Morphin Power Rangers The Movie. Nếu các bạn có cảm nghĩ khác về bộ phim này, đừng quên để lại comment ở phần bên dưới để chia sẻ cho chúng mình được biết nhé. Và nhớ like, share và subscribe cho kênh để tạo động lực cho chúng mình ra mắt thêm nhiều video thú vị hơn nữa. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem clip. Mình là Kaitoki của RTK Media. Xin chào! Annette đã tất cả phong tỏa. Mày là cuối cùng. Joker! Tôi và mày là chỉ có thể chiến đấu với nhau.